Em xin chào tất cả quý bà con nha. Hôm nay em có đến hỗ trợ kỹ thuật cho một anh sim. Thì trại này thì giai đoạn đầu khoảng 2 tháng nữa là bà nuôi sàn, nhưng mà sau đó thì sẽ thả đất. Thì kênh của em là hoàn toàn miễn phí, nên bà con xem hãy nhớ đăng ký kênh, like, share và ủng hộ em. Thì trong quá trình chăn nuôi, bà con có cần thắc mắc thì hãy liên hệ em qua số điện thoại 086768 3575 hoặc comment bên dưới, em sẽ giải đáp những thắc mắc của bà con. Thì trại vịt này thì hiện tại là cũng đã được khoảng 65 ngày. Thì đàn vịt này nó đang bung lông cánh, cũng gần già lông rồi. Nhưng mà do thời tiết mấy hôm nay á thì lạnh lạnh, và trại vịt có nói em là vịt nó giảm ăn, thì nó đang 14 bao và giảm còn có 10 bao. Thì em mới kiểm tra đàn vịt, thì đàn vịt sức khỏe tổng đàn thì rất là tốt. Thứ hai là đi phân hay chải, thì em có hỏi trước đó thì đã đang dùng thuốc gì, thì khách hàng có nói là dùng cái thuốc bổ là đạm trùng quế. Thì thực ra là đã bổ sung đạm trùng quế để tăng sức đề kháng, tăng lực, cũng như là con vịt cho nó phát cái lông cho nó đẹp và tốt. Thì khi được bổ sung cái đạm á, thì chắc chắn là năng lượng nó sẽ bị dư, thì con vịt nó sẽ giảm cám lại. Và thứ hai là nếu mà dư đạm thì đàn vịt nó sẽ đi phân hơi chảy một tí, không được đẹp. Thì mình chỉ cần có bổ sung cái men, còn nếu mà bổ sung cho lông lông xương cứng thì mình cần tăng cường thêm canxi hoặc là khoáng đó. Thì cái trại này nó cũng nuôi được 5-6 năm nay rồi, khách hàng cũng có kinh nghiệm nuôi đàn vịt rất là ok đó. Còn thấy con vịt không, lông lá ra rất là mướt. Cái trại này là nuôi cũng rất là kỹ thuật, thì cho cứ ăn cứ chiều cứ tối cứ sáng tới trưa 11 giờ là hết cám, đặc biệt là cứ trưa từ 10 giờ tới 4 giờ chiều là không cho ăn, tránh hạn chế trường hợp là dịch E. coli, bại huyết và cũng như là khử trùng. Hiện tại là dịch này là cũng còn khoảng 15-20 ngày nữa sức rồi, nên là cũng hạn chế xài kháng sinh. Mình chỉ theo dõi sức khỏe hàng ngày và sử dụng những cái thuốc bổ trợ men, điện giải, giải độc gan cũng như là khoáng. Thì trưa thì bơm nước đó, lên những cái hồ tự chế đó là cho mình nó tắm cho nó mát, cũng như tắm nó lông cho nó sạch. Đàn này trống rất là nhiều luôn. Thì đèn này tổng đèn là 3.000. Thì trước mắt tôi thấy là bắt đầu là làm sàn trong miếng đất nha. Nuôi vịt xuyên thì nuôi sàn thì sạch, nhưng mà tới giai đoạn gần xuất thì mình nên thả đất thì dễ bán hơn. Thì một số lý do là vịt xuyên nuôi sàn thì các bạn hàng bắt giá sẽ thấp, và cũng như ảnh hưởng tới chất lượng thịt của con vịt. Chuồng sàn này trước đây thì khách hàng này là nuôi vịt trắng nha. Sau thời gian nuôi vịt trắng thì giá cả nó bấp bênh quá, nên là khách hàng này là chuyển qua nuôi sim. Tổng trại này thì sim cũng khoảng trên 10.000. Thì em đang theo dõi hỗ trợ kỹ thuật cũng như theo dõi kỹ thuật ấm. Thì trong quá trình chăn nuôi, bà con có cần hỗ trợ quy trình chăn nuôi, kém thức ăn cũng như là thuốc hoặc là phác đồ điều trị, bà con hãy liên hệ qua số điện thoại 086768 3575. Thì kênh em là hoàn toàn miễn phí, cũng như là quay những cái video ở trang trại cũng như quy trình làm để cho bà con xem và tham khảo. Còn bà con cần tư vấn cụ thể thì hãy liên hệ qua số điện thoại 086768 3575 hoặc là comment phía dưới video này, em sẽ giải đáp thắc mắc cho bà con. Thì nếu mà kênh em có những cái sai sót hoặc là gì không hợp lý thì bà con hãy góp ý em, để em sẽ chỉnh sửa và làm cho kênh nó hay hơn và phù hợp hơn, cũng giúp cho bà con mình có thêm kiến thức chăn nuôi hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Thì em cũng xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.